Khi nào cái bàn chân này mà chưa bước vô Việt Nam á, nước Việt sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi. Mấy con muốn cá kiểu nào cứ cá đi. Chứ không phải nói hay, trên nói rồi. Cái bàn chân này mà chưa bước vô nước Việt, nước Việt không bao giờ ngóc đầu nổi, lặp lại lần thứ hai luôn á. Trên nói chứ không phải ngã mạng đâu. Nếu không tất cả sấm cơ của những gì đó sẽ đi sai thành tiểu thuyết. Có nghĩ những nhà lỗi lạc thời xưa có phải là đi rảnh đi viết tiểu thuyết cho ngày hôm nay chúng ta coi không? Hôm nay các ông đừng có cần phải bỏ mấy clip mới gì lên. Năm nay 5 năm Xù đã làm xong nhiệm vụ cho thế gian rồi. Hôm nay Xù phải tập trung thời gian để mà nghĩ mấy vị nói ngày mà con về nước, tiền đâu con lo 100 triệu dân, vừa y tế không có, vừa đói. Xù đang lo một cái ngân khố khổng lồ, chứ không phải lên đây ngồi nói mấy cái này. Nói là nói đủ rồi. Cái con chỉ cần lấy những cái sấm cơ của những vị mà lỗi lạc từ Thư Bối Đồ với Đức Trạng Trình, rồi Đức Thầy, rồi Sư Giải Bán Khoai đó, cứ upload lên lại. Nhìn những cái bài mà sắm lâu nay của chị rồi đó, cũng là đủ rồi. Mấy vị kia nói ngài không có cần phải chạy theo trên mạng nữa, ngài chỉ là những ngồi yên ngồi thiền để mà ở trên dạy cho ngài phải làm cái gì. Sư phụ phải ngồi yên một chỗ, thầy thường có nghe được ở trên dạy cái gì, còn phụ lăng tăng mà lên đây ngồi nói cái này là do cái trí tuệ thụ nói. Ý là gọi là nhập thất, nhập thất giờ này sao nhập nổi con. Nước Việt bây giờ đen giống như trên chảo lửa. Mấy ông nội đó sống một đêm á, sáng nó gì cũng không biết gì sao mình còn sống không. Thì phụ ngày hôm nay nhìn thấy dân tộc Việt Nam mình nó đói khổ, lòng dạ cũng chịu quá nổi, làm sao nhập thất nổi. Chuyển qua một cái thời đại, chuyển lên Thánh Dương nghĩa là từ một cái thời bỉ cực thành Thái Lai. Nó khác hơn là thượng qua người xuống trung qua người xuống hạ qua. Cái này từ hạ hạ mà thành ra thượng thượng. Thì nó đi ngược lại dữ lắm, nó rất là khó. Nó đi ngược luôn. Cũng giống cái dốc núi này, mình đang đi xuống. Rồi cái mình đang ở đây là ở dưới này, hạ hạ là dưới này nha. Rồi muốn leo leo lên đây còn thấy khó không? Nó khó hơn nhiều á. Còn mình đi lại lại á, thượng từ ở trên á thì leo xuống tuột tuột có thể dễ hơn á, bỏ vòng dây tuột tuột. Còn ở dưới này đi ngược lên, tức là mình đang là hạ hạ là dưới đất nè, còn đi ngược lên trên đỉnh núi là thượng thượng, thì leo dốc đi còn leo nổi không? Chở mấy đệ tử lớn tuổi này mà lên dốc này chút xíu chắc thôi á, kêu 911 liền á. Cười Sammy cười. Thì thượng thượng nó rất là khó. Có khó như vậy á mà chúng ta vượt qua thì một đời đáng một đời này. Vì cha mẹ ông bà của chúng ta muốn ở vào cái thời đại này mà không được, đâu phải dễ vào ngay cái lúc này đâu. Đâu phải trên thế giới ai cũng muốn gặp được sư phụ ngồi cách mấy chục thước này ngồi đâu. Rất là khó đó. Con của ông trời đâu phải là muốn gặp ai gặp. Mà bây giờ mà gặp nhiều quá cũng chán, thành ra chửi. Gặp sư phụ rất là có lợi. Thứ nhất mấy con bị buồn ngãi ngồi đây, nãy giờ cũng không bị nữa. Tại vì mấy chư thiên gờ đầu hết cả đám rồi. Nhưng mà đệ tử này nó bị trượt á. Hồi nãy sư phụ làm cái đứng liền thấy không? Lắc quá trời lắc, thường có gõ rồi mày. Phải ăn chay 7 ngày nha con. Ừ. Chứ không phải là gặp mà sư phụ không có tặng món quà gì đâu. Tặng món quà một cái sức khỏe, một cái đời sống á. Đời sống gọi là đời sống thánh thiện á. Là sư phụ tặng ngược lại cái đó, chứ sư phụ không có quà gì hết. Cho nên cái vé 300 cũng đáng. Được cái vé về trời, được sức khỏe từ đây tới mãn đời, rồi dạy lại con cháu ở thế gian này có những chuyện lạ nhưng mà thiệt đó con. Có con trời mang thân người, tích thân mình gặp thì mình mới kể mạnh miệng phải không, thì con cháu mà nó biết sợ thì nó sẽ sống tốt hơn. Thay vì mình nuôi đứa con nó ra đại học rồi nó không biết trời đất, không có biết gì hết,
rồi nó là làm có nhiều tiền mà nó đi ăn chơi hết, nó làm cho mình đau lòng, giàu cho nó thành tài nữa cũng vô nghĩa thôi. Mình ngồi đây, mình ngồi mình nói chuyện đây. Ngày xưa trong kinh có nói, khi Phật chia lìa tái sanh lại, Phật kinh Phật Thích Ca có nói, người sẽ ngồi ở ngay cội Long Hoa. Có ai nghiên cứu hả mấy cái kinh điển đó không? Chị con nhìn cái tên của mấy cây này, cây gì? Vì kinh Phật nói trúng không? Bốn cây Long Hoa. Con thấy cái bông đẹp không? Hồi đó là lúc mà trồng cái này á, là Hù thích loại này tại nó quanh năm suốt tháng đều có lá, mà tên Việt Nam nó không có. Mấy vị kêu đặt là Long Hoa đó. À, mấy vị kêu á, thì mấy cái bảng đâu rồi nè, lấy chữ Long Hoa xuống rồi. Quay. Những cái gì mà Đức Thầy nói, trời Phật nói đều là có hết, chẳng qua chúng ta không có hiểu tới thôi. Trời, chữ Long Hoa bây giờ cũng mây mèo. Cây Long Hoa rồi cột lên cây. Nhưng mà mình là Di Lạc số 2 nha. Di Lạc số 1 là Phật Di Lạc. Mình là Di Lạc truyền thừa. Sau này có Di Lạc số 3, số 4, số 5 kế tiếp. Di tức là cuộc sống, an cư lạc nghiệp, danh từ vậy. Mà cái khó hiểu á, nước Việt á, ở bển có một số ban tiên giáo á, nó lập ra cái ban tối ngày nó chửi Đức Thầy đó, ngày nói Đức Thầy là ảo và mê tín, người tu cũng tu rồi, nói chuyện thơ lục bát rồi đó. Nó có cái đám đó nó hỗn cực kỳ, con cháu ma quỷ nó vậy đó. Nó đâu có biết cái gì, mình không biết thì mình dựa cột mà nghĩ ông bà mình có gì thường nói, mà ngược lại cái đám mà nó không biết mà nó cứ hồ đồ không à, làm sao mà cứu nổi nó. Ngày mà xu về Việt Nam mấy cái thành phần này chắc cũng khó mà sử dụng được. Trong kinh Đức Thầy có nói mà chọn những người hiền đức để thọ thánh dương, chứ đâu có chọn mấy đứa hỗn hào đâu. Có một điều là mọi người phải ngồi tính. Hôm nay nước Việt đi vào đến thời kỵ binh, kiêu binh kỵ binh, thời giống như thời vua Lê Chúa Trịnh. Thời đó vua cũng không có quyền, mà chúa cũng chẳng có quyền, chỉ có đám nào có binh quyền á thì nó có quyền. Thời đó thì hôm nay nó tái diễn lại. Tô Lâm chứ là công an thôi, thổi tôi hít thôi. Nhưng mà hôm nay làm chính trị nắm quyền, mà lại là quốc tế là kêu án nữa chứ. Trời, quốc tế kêu án là tội phạm đi ăn cắp cái gì vậy? Hả? Bò, ăn bò bát vàng hả? Ăn bò bát vàng không có tội, nhưng mà bắt cóc cái thằng gì á? Trịnh Xuân Thanh. Cả thế giới đã ghét rồi. Bây giờ con nghĩ người ta thấy ông nội này lên làm tổng thống nước Việt, người ta có ưa không? Là người ta ghét ổng, người ta ghét ai? Ghét 100 triệu người luôn á. Ghét luôn cả mình ở Mỹ nữa nè, mình không có liên hệ gì luôn á. Cơ trời đi vậy đó. Thấy cái gì không đúng mà được gọi là đã thắng á. Thắng tức là thua đó. Thử con không tin á, con mà chích steroid vô nhiều đi, giống như mấy thằng boxing mấy thằng đó, rồi cuối cùng nó cũng đi sớm. Như uống rượu nhiều á thì bị hư gan vậy đó. Ở vào cái thời Thánh Đức nước Việt á, nó không có giống như Việt thời này. Tại vì khi mà mình tiền đô á, trên trời nó rơi xuống giống như là lá nó rụng vậy nè, hốt thôi,
Nghĩa là dân tộc mình chỉ còn đoàn kết. Để Phụ nói sơ để mấy con sẽ hiểu. Thứ hai, Phụ quen hết mấy anh CEO hai thách ở đây, nó đem về. Thứ ba, mình là lấy cái luật của Mỹ, mình dịch cái tiếng Việt. Tức là hệ thống làm ăn á, thì người ta thấy cái sự công bằng. Người của mình á, Đức Thầy nói á, với cha nó ta cho 6 triệu trái xám ra hải ngoại. Đó là kho tàng vô giá của con sau này đó. Còn đền vàng điện ngọc dưới núi Cấm nó cũng có đó. Nhưng mà cái đó nè, là không có phải là đưa nước Việt cường thịnh, mà là kho tàng 6 triệu chất xám. Thì để khi mà tất cả mọi cái luật pháp mà thành ra tiếng nói tự do đó, tức nghĩa là mình phải nghe tiếng người dân nói, đúng không? Rồi phải có bầu cử tự do, thì cả thế giới họ chạy vô nước Việt để mà họ làm ăn. Tại vì cái nước Mỹ này cũng không có làm được những cái mà người Á Châu làm. Người Á Châu của mình rất là tài giỏi, nhất là người Việt thông minh lắm. Còn qua Tàu thì thôi ai cũng ê chề, ta sợ Tàu luôn. Mình chỉ cần đổi một cái thể chế, đổi một cách làm ăn, đổi một cái tiếng nói, đổi người. Và đồng thời á, mình mở rộng vòng tay, mình không có thù nhau nữa, mình không có gọi là gây lộn trong gia đình nữa. Người ngoại quốc họ ghét nhất là trong nhà lộn xộn, tức là trong nội bộ á. Mà khi mà họ nhìn quốc nội và hải ngoại đoàn kết, cái là cờ lá cờ vàng ba sọc đỏ này á, mà bay phất phới trở về anh độc lập á, thì quý vị tưởng tượng như thế nào? Vui, dĩ nhiên là vui rồi. Đức Thầy có nói câu gì á, quân thần cộng lạc ba ngày gì đó, câu sấm gì đó, coi lại đi. Nhưng mà lá cờ này á, Đức Thầy là người nói cho Phụ biết luôn, là tức là sư tổ á, là nó sẽ khắp tất cả từ Hà Nội vô tới miền Nam sẽ có một ngày bay phất phới. Mà ngày đó là Phụ biết rồi đó, hồng tàn giữa mùa xuân, bây giờ hồng tàn nó sắp tàn rồi, thì mùa xuân di lạc Phụ đó không xa lắm đâu, vài tháng. Máy quay mình không nói ngày giờ, không nói ngày giờ mất công. Mấy ông bển mất công nói mình là ảo. Mình không có ảo đâu, mấy anh mới là ảo đó, anh Tô nè, mấy anh gì nữa, mấy ông gì mới nhậm chức một đống, mấy ông mới là ảo đó. Mấy ông cờ tàn là tính đường để xe thì có, tôi không có bao giờ tôi ảo, tôi không có nói chúng nằm cho nằm đây đâu. Tại vì ông không có biết tôi, chứ ông không có hiểu về tâm linh đó. Ông có nghĩ là dù nó ảo, vì bộ thương mấy ông, dù nói mấy ông mới là ảo á, qua đây ông mau mà rước tôi về chứ còn cứ lo sợ chết, lo sợ phe phái trả thù lẫn nhau, rồi cứ làm mấy chuyện nghịch thiên không. Mấy ông mới là ảo, mấy ông mới làm chuyện đó. Còn chú Phụ không có ảo. Người nào nói chú Phụ ảo là người đó ảo. Chú Phụ chưa bao giờ ảo á. Chỉ có cái hơi lạ thôi, lạ nhất 8 tỷ người. Bây giờ nếu ảo á, giờ cứ kêu hết từ Nam tới Bắc, nhất là ngoài Bắc á, người ta thờ tứ phủ nhập đồng lắc lắc tối ngày đó. Cả vợ ông Tô Lâm là chị Lon á, hồi xưa vợ ông Tô Lâm rước cho Phụ vô nhà, bả là ở ngoài Bắc người ta gọi là mẹ đó. Tức là bả ngồi cái là bả đâu đéo gì lên lùm xùm cái là mặc áo rồi vô là người ta nhập vô, không cái bữa đó Phụ tới nhà của vợ Tô Lâm, tức là chị Lon á, cái bả ngồi với đám tùy tùng của bả đông lắm, mới vô ngồi đó. Năm nào ta 23, 24 gì quên rồi, có ông đại tướng Phạm Văn Trà nữa, với ông tướng gì một mắt ông lương vậy ta, không hỏi gì lương đó. Ông đó cũng không còn, tức là ở ngoài đó họ cái bả ngồi hoài, thượng ngoại đó là mấy ông tướng hay thỉnh bả là mẹ mẹ không à, tức là trên trời á, tức là người thứ dữ không. Tại bà lắc vô là ta nhập vô là tin dữ lắm. Cái sư phụ ngồi kế bên, cái bà lắc hoài,
bỏ lắc gì đó là cái không có vị nào nhập vô hết. Mà trước đó là buổi sáng là sư phụ với bà đi ở ở núi Tè gì à, Tây Thiên gì rồi thì mấy chị của sư phụ là thở ngoại với mẫu chính thượng ngàn cái gì tùm lum á, trời mấy mẫu gặp sư phụ mừng quá khóc. Ồ mấy nghìn năm rồi mới gặp lại thái tử rồi ngồi khóc mừng khóc. Rồi cái đi về nhà thì bà lắc hoài không vô, tại vì mấy cái vị mà nhập vô á chức rất là thấp, nghĩa là vua chúa của thời xa xưa thôi, thời Đinh, thời nhà Trần gì gì vân vân, tức là mấy cái vị mà cũng là công nương vua chúa vậy thôi, cậu chính cậu gì đó chứ không phải là người trên trời. Nhưng mà khi chết họ cũng lĩnh thiên, tại họ cũng có lòng anh hùng á. Thì cái phụ nhìn lên mấy cái tượng, ô ngồi trên đó mà mím môi vậy nè, ngồi im mà không mím môi, mím môi mà không có bay xuống để nhập vô. Còn chị Loan ở dưới này bả cứ lắc hoài không được, không có nhập vô. Thì sau đó cái mấy vị mới nói thiên tử mà đi rời khỏi Hà Nội á thì mấy người này mới nhập vô được, chứ nếu không là bất kính với thiên tử, có chuyện đó nữa. Hồi xưa lúc tại sao ra đó thì thời đó ở trên kia hụ đi ra ngoài để mà lo mấy cái chuyện gỡ mấy cái bùa trắng ém này đó, tức là ra hiệu lệnh cho những gì ở cõi hữu hình á thì hụ không có quyền hành, cõi vô hình thì hụ rất là có quyền lực, thì đi tới đâu á những vị thần ở nơi đó đó họ sẽ khởi dậy. Rồi chùa miếu đồ ở những cái nơi đó đó cũng mấy vị đó cũng vui cũng khởi vậy luôn. Thì sư phụ mới đi một cái tour như vậy, lần đầu tiên đi ra Bắc, rồi sau đó sư phụ đi vô miền Nam. Thì sư phụ đi đâu á thì mấy ông rồng của mình á thì cứ bay song song hai bên chiếc máy bay vậy đó, ở trên nữa. Thì thời đó một số người á ở dưới chụp hình lên cũng thấy có những chuyện cũng vui vui mà không biết sao Tô Lâm không nghe lời vợ không biết mình nói chuyện chắc bệnh bà cũng nghe đó. Sư phụ vừa vô Việt Nam là một đống mấy người chức bự đưa cho phụ cái thẻ UNESCO liền, UNESCO của thế giới, tại phụ là người siêu tâm linh mà mấy ông người đó biết, cho nên từ miền Nam tới miền Bắc những người nào mà linh căn á, con ma cũng được nữa, chứ cần nhập đồng vô hỏi sư phụ là ai đi nó biết liền á, chứ người phàm mấy con mắt thường mấy con không biết thôi. Còn thí dụ hỏi mấy vị mà hòa thượng lớn hay là bất cứ vị nào hay là những người cốt thần hay là nhập đồng hay gì gì người ta biết hết á, chứ không phải là mình lên đây mình nói 5 năm mà người ta ai cũng im mà ai cũng không có nói mình là ảo đâu. Chỉ có người ảo là những người không có hiểu về tâm linh, và những người rất là cực đoan về chính trị. Người ta không có, người ta giỏi về dần phần đời thôi, người ta không có giỏi về mặt tâm linh thì người ta mới nói sự là ảo. Chứ ngoài ra cả tỷ người ngoài đó, mình nói cả tỷ thì hơi nhiều á, cũng cả vài nghìn người, vài chục nghìn người cũng có. Giờ đi từ đây tới Houston hay vòng vòng Nam Cali, mấy người có linh căn á, gặp sư phụ là mừng luôn, mừng nhảy là đạch khóc, mấy đứa này thấy hoài gì. Thì cái đó là những cái triệu chứng, là cặp mắt của họ nhìn thấy. Tại sư phụ mặc áo đời là như vậy. Nhưng mà bình thường á, thiên tử á, thí dụ ngồi thiền á, thì sư phụ mặc áo long bào, cái tướng tinh nó xuất ra đi vòng vòng đây nãy giờ á, là mặc áo long bào. Thì cặp mắt của người tâm linh họ thấy được, với bảy dòng hào quang mấy người thường không có nhìn thấy được, mà những người tâm linh họ nhìn thấy bảy dòng hào quang. Xin chào sư phụ, con về. Chào. Chúng quy lại, chúng ta sắp sửa về Việt Nam, chờ đi. Tại sư phụ nói là chúng á. Không lâu xa. Ok rồi, bữa nay thứ bảy trời không nóng không lạnh, rất là khí hậu rất là tốt. Xin tạm biệt tất cả nha.